Mì cay là món ăn nổi tiếng từ Hàn Quốc, được du nhập vào Việt Nam hơn 10 năm qua, được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Hiện nay, cơ hội kinh doanh mô hình quán mì cay vẫn rất tiềm năng, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố lớn ở Việt Nam. Mì cay Hàn Quốc là món ăn đẳng cấp, cần có tay nghề cao để chế biến và am hiểu về ẩm thực Hàn Quốc thì mới có thể nấu đúng hương vị Hàn. Vợ chồng anh Minh Trí hiện đang sống tại Bà Rịa. Anh chị đang có kế hoạch triển khai mô hình kinh doanh mì cay tại quê nhà và đã tìm đến thầy y để học bí quyết chế biến món mì cay Hàn Quốc. Thầy Y là một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng tại Việt Nam. Thầy đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy thành công món mì cay. Đã có rất nhiều học viên thành công sau khi được thầy Y truyền dạy bí quyết. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Minh Trí, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Đến đây hôm nay có gặp thầy Y để nhờ thầy dạy món bí quyết mì cay để giúp mình mở quán. Đến đây thầy cũng dạy tận tình và chu đáo để cho mình có sự tự tin hơn. Sau khi học cùng thầy thì cảm thấy món mì cay thầy ngon và đặc sắc. Ngày đầu tháng 5 2024 thì vợ chồng Trí đã từ Vũng Tàu đã tìm đến thầy để học cái nghề sản xuất và kinh doanh mì cay. Thì anh mong muốn là thầy dạy cho anh một cái hương vị riêng trong những cái mô hình quán mì cay rất thành công ở Bà Rịa Vũng Tàu. Và anh đem cái mẫu đến để thầy dạy cái theo cái khẩu vị đó. Thì để làm ra mì cay thì nó từ cái khâu hầm nước dùng. Đó rồi nêm gia vị ha, ướp hương nêm gia vị. Làm sao mà đạt đúng như theo cái mẫu mà bạn mong muốn cũng như là cái đẳng cấp của cái món mì cay. Đó, thầy dạy theo hai phương pháp, một là phương pháp theo những cái quán thành công và theo hương vị chuẩn của người Hàn, món mì cay của người Hàn Quốc. Thầy Y đã hướng dẫn anh chị cách chọn nguyên liệu, cách hầm xương trong thời gian ngắn để tạo ra nước lèo trong với vị ngọt tự nhiên, cách nêm nếm gia vị và bảo quản nước lèo là những công đoạn quan trọng được thầy Y chỉ dạy. Đặc biệt, thầy Y đã hướng dẫn anh chị cách nấu và sản xuất nước cốt với số lượng lớn theo hướng công nghiệp, giúp giảm thiểu thời gian khi vào bếp, giảm nhân công, tiết kiệm chi phí nguyên liệu, nhiên liệu và tạo chất lượng món ăn ngon, ổn định. Phương pháp của thầy thì rất là chu đáo, có quy trình bài bản và có những cái bí quyết mình thấy hài lòng, học được những cái kinh nghiệm của thầy. Thầy Y đã truyền dạy cách chọn lựa và sơ chế các loại hải sản sử dụng trong mì cay như tôm, mực, thịt bò, cá viên. Tất cả được sơ chế, đóng gói, bảo quản trong tủ đông để sử dụng cho nhiều ngày mà vẫn đảm bảo nguyên liệu luôn tươi ngon. Cách sơ chế, đóng gói và bảo quản mát các loại rau, nấm, ăn kèm để sử dụng cho nhiều ngày. Ngoài ra, thầy Y còn hướng dẫn cách làm sa tế ớt thơm ngon để điều chỉnh độ cay của mì theo từng cấp độ. Cách làm kim chi Hàn Quốc dùng trong món mì cay. Và ngoài cái khâu sản xuất, tại sản xuất nước lèo và cũng như là nhân thì hướng dẫn về cách bảo quản ha, bảo quản dùng cho nhiều ngày, sản xuất để dự trữ, rồi sắp xếp cái quầy bán hàng ha. Đưa ra những tô mì cay rất là nhanh, đó, đun ra từng cái thố mì cay, bày trí, đó, theo tốc độ nhanh, đó, tiết kiệm nhân công và nhiên liệu. Đó, điều đó rất quan trọng khi kinh doanh. Cách làm nước chấm hải sản, cách sắp xếp, quy trình bán hàng, cách làm nóng những thố mì cay với tốc độ nhanh là những công đoạn quan trọng khi kinh doanh mì cay, giúp giảm thiểu nhân công ít nhất đã được thầy Y chỉ dạy. Trước khi đến thì chưa tự tin gì mấy, khi mà đến rồi thì thấy tự tin hơn. Xin gửi lời đến cảm ơn thầy Y đã dạy cho em buổi học này. Với cách sản xuất và phương pháp truyền nghề như vậy, vợ chồng anh Trí dễ dàng nắm bắt tất cả các phương pháp, bí quyết kinh doanh mì cay thơm ngon để tự tin triển khai kinh doanh mô hình quán mì cay tại Bà Rịa.
chúng tôi chúc anh chị triển khai kinh doanh thành công.